Chào các bạn, tôi là Lê Anh Sơn. Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành với các bạn trong hành trình 3 ngày chinh phục thói quen. Nếu bạn đang xem video này, tôi tin chắc trong thâm tâm bạn đang muốn làm một điều gì đó để bản thân mình tiến bộ. Bạn chắc cũng hiểu việc tạo nên một thói quen tốt có thể thay đổi cuộc sống của con người như thế nào. Đa số chúng ta đều biết việc mình phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Nhưng phần lớn chúng ta thất bại bởi vì chúng ta không thể hoàn thành được những việc cần phải làm. Lý do thực sự khiến một người nhanh chóng bỏ cuộc trong việc xây dựng thói quen tốt là họ không thể vượt qua được mốc 30 ngày thực hiện liên tiếp. Họ nhanh chóng bỏ cuộc sau không quá một tuần. Tệ hơn thế, nhiều người thậm chí không bao giờ bắt đầu bắt tay thực hiện. Thống kê cho thấy nếu bạn vượt qua được cột mốc 3 ngày đầu tiên, có đến 95% khả năng bạn sẽ duy trì được nó ngay trong vòng 3 năm tới. Bao người cho chúng ta ấp ủ ước mơ thay đổi cuộc đời nhờ thay đổi thói quen, và đa phần chúng ta cũng ngã ngay từ đầu chẳng. Vạn sự khởi đầu nan, 3 ngày đầu tiên chính là cột mốc khó nhất. Và tôi muốn đi cùng bạn trong 30 ngày này. Tôi muốn được thấy bạn vượt qua chướng ngại vật lớn nhất. Tôi muốn thấy bạn đi thật xa. Có những người chỉ cần rush do it, làm ngay và làm được. Nhưng nếu bạn không phải là người đó, thì tôi sẽ cùng bạn chia sẻ những chiến thuật giúp bạn chinh phục thói quen thành công. Tôi hy vọng 3 ngày tới chúng ta sẽ có những phút giây vui vẻ, hứng khởi, và bạn sẽ đi đến đích. Bây giờ hãy bắt đầu.